nhiều cơ quan chức năng của Long An vào cuộc xác minh và dần hé lộ về những sự thật của tụ điểm nổi tiếng Tịnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am bên bờ vũ trụ. Vụ cô gái livestream khoe trốn cách ly thêm mẹ và anh trai công an Cần Thơ làm việc với cô gái đăng tin thoát cách ly khi từ Hàn Quốc về thành phố Hồ Chí Minh xác minh vụ giám đốc bệnh viện bị tố bán khẩu trang giá cao lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo. Dư luận gần đây quan tâm khá nhiều về một cơ sở đóng tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An với cái tên là Tịnh Thất Bồng Lai hay tên mới đây là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Vụ việc nhóm người kéo đến đây vào cuối tháng 10 năm 2019 và có ẩu đã khiến dư luận càng chú ý và có nhiều tranh cãi về sự hoạt động của nơi này. Chính vì thế, công an tỉnh phối hợp cùng công an huyện và giáo hội Phật giáo tỉnh đã vào cuộc làm rõ sự hoạt động của cơ sở có tên Tịnh Thất Bồng Lai và nay tên mới là Thiền Am bên bờ vũ trụ, từng gây chú ý và có nhiều tranh cãi. Quá trình xác minh, giáo hội Phật giáo tỉnh đã có những thông tin ban đầu. Ngoài ra, nguồn thông tin từ cơ quan công an địa phương cũng hé lộ thêm những bất ngờ khác. Cụ thể, cơ sở có tên Tịnh Thất Bồng Lai hay từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 được đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ, là căn nhà đứng tên của bà Cao Thị Cúc sinh năm 1960. Giữ vai trò chủ đạo ở đây là ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ Quy 6, tạm trú ở địa chỉ trên, mà nhiều người xưng tụng là thầy ông nội Thích Tâm Đức hay Hòa Thượng Thích Tâm Đức. Từ khi Tịnh Thất gây tranh cãi, giáo hội Phật giáo tỉnh trước sau đều khẳng định đây không phải chùa Tịnh Thất. Chưa được công nhận là cơ sở do người dân tự lập ra. Đặc biệt, mới đây giáo hội có văn bản khẳng định rõ, hiện tượng này là lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi. Vấn đề này được chỉ rõ, tại nhà bà Cúc, nơi tự nhận là Tịnh Thất Bồng Lai, có căn thờ Phật như một chánh điện của tự viện Phật giáo. Phần lớn những người ở đây xuống tóc, cắt tóc ngắn, mặc áo tương tự nhà sư, rồi tự xưng là thầy, sư cô, hòa thượng, đại đức, chú tiểu. Đáng nói hơn, trong nhiều clip phát tán trên mạng xã hội, những người ở Tịnh Thất Bồng Lai tự nhận, tuyên bố đây là chùa Tịnh Thất thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Họ tổ chức sinh hoạt tôn giáo như một tự viện của giáo hội. Năm 2017, có hai người tự nhận là tu sĩ, gồm Lê Thanh Hoàng nguyên sinh năm 1990 và Lê Thanh Nhất nguyên sinh năm 1991, tham gia cuộc thi hát Bolero của Đài Vĩnh Long. Liên tiếp 2 năm sau đó, năm đứa trẻ được giới thiệu là chú tiểu ở Tịnh Thất Bồng Lai, tham gia chương trình truyền hình thách thức danh hài và đạt giải quán quân. Sở dĩ Tịnh Thất Bồng Lai gây chú ý khi có những cách làm truyền thông xung quanh những cá nhân cư ngụ tại đây. Cụ thể, năm 2014, bé gái Lê Thanh Huyền Trân tham gia chương trình truyền hình giọng hát Việt Nhí và đạt giải Á quân. Những cá nhân này xuất hiện trên sóng truyền hình và trước công chúng luôn mặc áo như người tu hành. Công kích Phật giáo và dấu hiệu trục lợi. Thực tế qua kiểm tra, những cá nhân ở đây sinh hoạt như hình thức gia đình gồm nhiều thế hệ, cả trai lẫn gái. Ngoài ra, những đứa trẻ ở đây đều được giới thiệu là trẻ mồ côi và với vẻ hồn nhiên, đáng yêu đã lấy cảm tình từ nhiều người. Nhưng nhiều nghi ngờ về những người này có quan hệ huyết thống, và để thực hư vấn đề này, Giáo hội Phật giáo tỉnh kiến nghị nhờ các cơ quan chuyên môn làm rõ, cũng như xác định nơi này có được phép nuôi trẻ mồ côi hay không. Chính vì hình ảnh những đứa trẻ được giới thiệu là mồ côi, Tịnh Thất Bồng Lai là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, nên nguồn từ thiện từ những người trong và ngoài nước đổ về đây trong những năm qua là không ít. Kênh YouTube Năm Chú Tiểu, Thiền Am bên bờ vũ trụ kêu gọi từ thiện cho năm đứa trẻ được nuôi tại đây mà họ nói là mồ côi, nhưng thực sự có mồ côi hay không thì cần cơ quan chức năng xác định rõ. Kênh YouTube Năm Chú Tiểu, Thiền Am bên bờ vũ trụ, đến nay có 1,57 triệu người đăng ký và fanpage 92.000 người thích, thường xuyên đăng các clip về năm đứa trẻ giới thiệu là chú tiểu, mồ côi. Tất cả các clip và cả phần giới thiệu đều kêu gọi từ thiện, thông tin số tài khoản của Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, thậm chí là thông tin liên hệ quảng cáo Facebook cá nhân của những người sống ở Tịnh Thất Bồng Lai nhận là thầy, sư cô với lượng tương tác khá lớn, thường xuyên đăng tải clip về những đứa trẻ. Ngoài ra, còn nhiều kênh YouTube khác với sự lầm tưởng hay cố ý đã tham gia truyền thông thái quá cho Tịnh Thất này và những cá nhân ở đây.
Chính điều này đó tạo nên sự nhầm lẫn cho rất nhiều người xem, từ đó có những người phát tâm về vật chất. Không chỉ thế, những việc làm gần đây xuất phát hoặc có liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai còn có dấu hiệu công kích, làm ảnh hưởng đến uy tín Phật giáo. Cụ thể, Tịnh Thất Bồng Lai sinh hoạt như cơ sở tôn giáo. Ông Lê Tùng Vân chưa từng xuất gia nhưng tự xưng thấy ông nội hay hòa thượng làm lễ xuất gia cho người khác, nhận tín đồ. Nhiều clip của nhóm cho thấy ông Vân được xưng tụng như vị Phật thần thánh. Ngoài ra có những clip cho thấy ông Vân bác bỏ giáo lý nhà Phật, khuyên mọi người không tụng kinh. Nhóm Tịnh Thất Bồng Lai còn tung tin đồn về hoa ưu đàm 3.000 năm. Tiếp đó, còn làm một số tập phim hài đăng trên kênh YouTube Năm Chú Tiểu, Thiền Am bên bờ vũ trụ lấy hình ảnh Đức Phật để gây cười. Hiện một số tập phim này đã gỡ bỏ trên kênh YouTube trên. Diễn biến mới vụ 50 người đập phá nơi ở của Năm Chú Tiểu Thi, thách thức danh hài. Sau khi nhóm 50 người đột nhập vào Tịnh Thất Bồng Lai đập phá rồi bỏ đi, tu sĩ kiểm tra thì phát hiện 305 triệu bốc hơi linh an.